Xin chào các chị em. Ngày hôm nay Nuli lại tiếp tục nói về chủ đề giảm cân. Đó là cách để mà cân bằng calo khi mình giảm cân. Nuli có chia sẻ ba cái cách sau đây để mình có thể là Nuli có nhìn thấy mọi người hay áp dụng những cái cách này để cân bằng calo trong quá trình giảm cân. Cái cách đầu tiên mà Nuli nhìn thấy mọi người làm nhiều nhất ấy, đó là tập thể dục ạ. Cái cách tập thể dục này nó rất là hiệu quả nha mọi người. Tại vì mình cũng vẫn ăn như thế mà mình tập thể dục thì mình sẽ đốt thêm được một phần calo nữa. Ví dụ như mình có thể đốt, mình chạy bộ đi, mình chạy bộ khoảng tầm độ chạy bộ chậm ấy, khoảng tầm độ gần một tiếng đi, mình sẽ đốt được khoảng 200 calo, nó tương đương với một chén cơm. Thế thì nó sẽ giúp cho mình đốt được một phần nào calo, và khi mình đốt calo quá trình dài thì mình sẽ giảm được cân. Đồng thời là trong quá trình mình tập thì người mình sẽ săn chắc hơn, các cái cơ bắp ấy, cơ bắp nó sẽ săn chắc hơn. Đó là cái tác dụng của tập thể dục trong cái việc cân bằng calo và trong việc giảm cân. Và thứ hai nữa là mọi người thường làm cách thứ hai, đấy là nhịn ăn hoặc ăn ít đi. Đó, thì bình thường mình ăn rất là nhiều, ví dụ như có những cái món mà nó ngon, nó ngọt hoặc là calo cao thì mọi người cắt đi, hoặc là mình không có ăn nữa, thì cách này nó cũng sẽ giúp cho mình giảm được cái lượng calo nạp vào và từ đó cân bằng được cái lượng calo đầu ra, có nghĩa là đốt đốt được thì từ từ cân nặng mình sẽ giảm xuống á. Và có một cách thứ ba nữa, đó là mọi người sẽ lựa chọn thức ăn. Có nghĩa là trước đây mình sử dụng những cái món mà có calo cao thì mình sẽ chuyển qua, mình thay đổi bằng những cái món calo thấp. Chị em cái cách này là chị em sẽ mình chỉ cần search lên mạng thôi về những cái món nào có calo bao nhiêu thì mình có thể lựa chọn được những cái thực phẩm là calo thấp hơn mà cũng tương đương về hàm lượng calo, về hàm lượng dinh dưỡng, thì mình sẽ chọn những cái thực phẩm tốt hơn để mình có thể có mục tiêu. Và bản thân Nuli ấy, mình thấy rằng bản thân Nuli cũng đã giảm cân, sử dụng rất là nhiều cách, và mình thấy rằng Nuli thấy là nên kết hợp rất là nhiều cách, ví dụ như là vừa tập thể dục nè, vừa ăn ít lại nè, và vừa lựa chọn những cái thức ăn tốt hơn để có thể giúp mình cân bằng calo. Tốt nhất là calo đầu vào, có nghĩa là mình nạp vào ấy, nó sẽ thấp hơn cái calo đầu ra, có nghĩa là calo đốt được ấy, nó tầm từ 200-300 là tốt nhất. Là và mình cứ duy trì như thế khoảng tầm 2 tháng, 3 tháng đến 5 tháng thì cơ thể mình rõ ràng sẽ cân bằng lại calo và cân bằng lại được cái cân nặng về cái mức để mình mong muốn. Và nếu các bạn cảm thấy rằng cái clip của mình hữu ích ấy, thì hãy like vào clip này nhé. Đồng thời là hãy đăng ký cái kênh của mình để mình biết được những bí kíp hay hơn, tuyệt vời hơn, giúp cho mọi người giảm cân nhanh chóng, hiệu quả mà vẫn khỏe đẹp nhé. Xin chào mọi người.